Giếng trời nằm ở phía trong nhà, ngay một cái không gian bếp rộng rãi thoáng mát như thế này. Mình chào quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Và hôm nay em có mặt ở khu vực thị xã Hòa Thành để gửi cho quý anh chị mình xem một cái mẫu nhà cấp 4 mà thiết kế rất là phong cách luôn nha quý anh chị ơi. Mà lại là một cái mặt tiền phía trước là một cái mặt tiền đường nhựa 10 mét nữa, sát bên cái con đường Nguyễn Văn Linh luôn nha quý anh chị. Đây là cái mẫu nhà này quý anh chị. Nhà được thiết kế rất là đẹp luôn nha. Sân ô tô nè, phòng khách nè, rộng rãi và hai phòng ngủ cho quý anh chị mình. Và phía trước đây sẽ là cái đường của chúng ta. Đường này sẽ là có tên cái hẻm số 78 của đường Nguyễn Văn Linh nha. Quý anh chị mình chỉ cần di chuyển vài chục mét chúng ta sẽ ra đến đường Nguyễn Văn Linh ở phía ngoài này. Mặt tiền là đường nhựa lớn nè. Hệ thống cống rãnh ở đây là có sẵn hết cho quý anh chị mình rồi. Nhà cửa dân cư thì ở rất là đông luôn. Cái hướng ngược lại chúng ta cũng đi ra cái con đường hẻm để mình có thể ra đường Nguyễn Văn Linh luôn. Các con đường ở đây đều thông với nhau. Nghe đó ngã ba quý anh chị mình rẽ phải là mình sẽ ra đường Nguyễn Văn Linh nè, còn rẽ trái thì mình sẽ đi vô làng sớm nè bà con. Đây là cái mẫu nhà hôm nay thì ở đây em sẽ có hai căn. Cái căn phía bên đây á thì đang hoàn thiện nha quý anh chị. Căn bên đây là đang hoàn thiện. Mẫu bên đây thì thiết kế nó hơi khác một xíu, khác về màu gạch cũng như là khác về một số cái cửa sổ. Còn bên đây thì đã hoàn thiện rồi thì em sẽ quay cái hoàn thiện cho bà con mình xem. Đây cái mẫu cửa hôm nay sẽ là một cái mẫu cửa rào 4 cánh rất là to nè, kính cổng cao tường cho quý anh chị mình. Phía trên là hàng khung sắt hết luôn. Như thế này thì quý anh chị mình về không cần phải làm gì thêm. Mái hiên đã được che phủ ra phía ngoài rồi. Tường rào ở đây là xây cực kỳ cao luôn. Cái này là xây lên trên hơn 2 mét cho quý anh chị mình luôn nè. Gạch là dán dưới luôn rồi, dán dưới chân hết sạch sẽ cho quý anh chị mình ha. Một cái mặt dựng phải nói là rất là đẹp đúng không bà con? Mặt dựng đã được dán toàn bộ gạch nè. Nghe đây còn lắp thêm một cái khung cửa nhôm, một cái khung cửa sổ nhôm có ánh sáng cho ngay không gian phòng khách nè. Phía trên á còn trang trí thêm ba một chiếc đèn led, gọi xuống nhìn rất là đẹp luôn. Và một bộ cửa sắt, đây sẽ là cái bộ cửa chính cho ngôi nhà, cũng là cái mặt tiền của chúng ta luôn nè. Được làm rất là đẹp nè. Phía trong là có một cái khung sắt được sơn lên cái màu vàng, nhìn rất là nổi bật nha bà con. Khi bà con mình bước vào ngay cái không gian phòng khách này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó rất là sang trọng luôn. Một bộ sofa đã được để sẵn ngay khu vực này chờ bà con mình về xé bọc nè. Tranh ở đây đều là tranh dán tường hết. Tranh đây là tranh rất là đẹp nha bà con. Bắt sẵn để lên đó. Cái khu vực bên này á, bình thường thì chúng ta sẽ để một cái vách tường trống như thế này. Ở đây á thì anh chủ anh sẽ dán gạch lên. Dán gạch lên cho bà con mình nè. Cái góc này để sẵn cấu điện để cắm tivi lên. Thiết kế là có đầy đủ công năng hết. Trần cũng là một cái trần thạch cao được dựng hợp lên phía trên nhìn rất là đẹp luôn. Phía giữa nhà mình có một cái chiếc đèn trần nhìn rất là dễ thương hết. Ngay cái phía sau này đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng ngủ nha. Lối đi ở đây là một cái lối đi đường luồn rộng 1m2 nè, rất là thoáng mát dễ đi lại. Một bộ rèm cửa rất là đẹp luôn nha, màu xám luôn, màu xám tro luôn nha. Đây là cái không gian phòng ngủ rộng rãi không bà con. Khi mình bước vào đây mình sẽ thấy nè, phía trên là có dây điện máy lạnh, ống thoát nước nè, trần cũng đều là sử dụng trần thạch cao hết luôn. Rất là đẹp cho một cái gian phòng như thế này. Vị trí nhà này lại là một cái mặt tiền đường nhựa. Nếu như bà con mình không có xe ô tô thì chúng ta có thể tận dụng cái sân ở phía trước để mình có thể mở tiệm tạp hóa nè, mở quán nước khu vực phía trước nhà cũng rất là thoải mái luôn nha. Nghe đây, đây là cái vách tường đã được dán cái màu gạch khác rất là đẹp nè, rất là sang nè ha. Và phía trên đây mình sẽ có một cái không gian giếng trời ngay giữa nhà luôn, giúp cho cái ngôi nhà chúng ta nó sẽ không có bị tối và lúc nào cũng có một cái không gian sáng rất là thoáng mát ha. Bộ bàn ăn 6 ghế ở đây tặng kèm cho bà con mình nè, bức tranh nè. Nhà mình là thấy bước vào mình thấy rất là đẹp liền nha bà con. Một cái kệ tủ bằng nhôm, đây là kệ tủ bếp bằng nhôm nè. Mặt bếp ở đây cũng được dán gạch rất là sạch sẽ rồi. Bồn rửa chén inox 304 cho bà con mình luôn. Ngay ở đây là cái gian bếp, bàn ăn bên kia rộng rãi thoáng mát. Trần ở đây mình cũng có một cái trần thạch cao cũng được đóng hộp rất là đẹp, và một cái cây quạt trần giữa nhà luôn. Bên đây á, cái thiết kế phòng ngủ nó kiểu dép dắt đó bà con. Phía trên là một cái phòng ngủ và phía sau này mình sẽ có cái phòng ngủ thứ hai.
Căn nhà này thì nhỏ gọn đó, nên là chỉ có hai cái phòng ngủ thôi, hai cái phòng ngủ cho bà con mình thôi nha. Đó, trần ở phía sau nè đi dãy led màu xanh nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, cái này về bà con mình lắp máy lạnh là chỉ việc vô ở thôi. Đó, ngôi nhà này cách chợ Quy Thiện nó chỉ có khoảng một cây số thôi bà con. Phía sau này chúng ta sẽ có một cái cửa nè, đây là cái cửa sắt ở khu vực phía sau, một cái cửa kính luôn, rất là nặng, rất là dày luôn ha. Nhà tắm và toilet thì sẽ được đặt riêng rời nha, đây đặt riêng cho bà con mình. Sen cây nè, đó, gạch dán tường dán cũng rất là cao luôn, bồn rửa mặt có phía trong nhà tắm rồi luôn. Đó, bên đây là cái nhà toilet riêng của chúng ta, nhà cầu và toilet riêng, bồn cầu nguyên khối luôn. Đó, dán gạch toàn bộ rất là sạch sẽ luôn. Và chắc chắn thì chúng ta sẽ có được một cái khu vực sân ở phía sau này đó, để mình có thể phơi đồ ở khu vực phía trong nhà luôn nè. Trụ bồn nước ở đây là xây riêng rời khu vực phía ngoài, một cái trụ nè, phía trên là đổ tấm đan và một cái bồn 1.000 lít ở phía trên. Đó, khung sắt ở đây là có sẵn hết nè, hàng rào là xây cao lên luôn đó, làm đầy đủ hoàn thiện hết đó, để bà con mình chỉ có việc là khi mà về nhà thì mình chỉ có việc xách vali và dọn nội thất vô là ở thôi bà con. Một cái căn nhà ngay thị xã Hòa Thành, mặt tiền đường nhựa 10m nè, gần chợ, gần trường học. Đó, ở đây thì mình sẽ có trường học cấp 1, cấp 2 nè, cấp 3 nè. Đó, từ vị trí này bà con mình đi về chợ Long Hoa thì chỉ cách đây 3 cây số thôi. Đi về chùa Tòa Thánh thì chỉ cách đây 3,5 cây số. Còn nếu như bà con mình đi ra thành phố Tây Ninh, ngay Vincom đường 30 tháng 4 thì chỉ cách đây 7 cây số thôi bà con. Đó, còn nếu như quý anh chị mình ở xa, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mình lên đến đây chỉ có 75 cây thôi. Đó, nhà được xây kiên cố chắc chắn. Đó, phong cách thì bà con thấy rất là hiện đại luôn. Thiết kế không gian nhà lúc nào cũng có ánh sáng cho bà con mình. Đó, và để không đợi bà con mình đợi lâu nữa thì em sẽ gửi cho bà con mình xem qua cái hình sổ của cái bất động sản của chúng ta nha. Và đây là cái sổ hồng của chúng ta nha bà con. Đó, ở đây mình sẽ có cái thửa đất số 1184 tờ bản đồ số 30, địa chỉ là ấp Trường Cũ, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, với tổng diện tích của mình là 107,9m2. Đó, và thổ cư thì chúng ta đã có được 50m2 rồi. Đó, 50m2 còn lại là đất trồng cây lâu năm nha bà con. Đây là cái hình đất nè, phía trước là con đường nhựa 10m, ngang phía trước của mình là 4m2 và dài là 26,35, phía sau là 4m20 cho chúng ta. Đó, và căn nhà của mình sẽ quay về hướng Tây Nam cho bà con mình nha. Một cái bất động sản xây mới hoàn thiện, rộng rãi to lớn như thế này đó, mà cả nhà cả đất ngay thị xã Hòa Thành mà chỉ có mức giá 1 tỷ 100 triệu thôi bà con đó. 1 tỷ 100 triệu là mức giá dành cho một cái ngôi nhà này. Thì bà con mình còn chần chờ gì nữa, liên hệ ngay cho bên em 0839 666 736 để được kênh mua bán nhà Tây Ninh có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Đó, đến xem nhà, xem thực tế qua cái mẫu nhà này nha bà con. Và bây giờ mời bà con mình cùng em mình đi ra con đường Nguyễn Văn Linh để đi về hướng chợ và trường học cho bà con mình ngắm nhìn được đường xá ở đây nha. Xin mời ạ. Kênh mua bán nhà đất Tây Ninh chuyên mua bán, ký gửi, nhận, quay video, review, livestream bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý cô chú anh chị mình có thể liên hệ 0839 666 736 để được kênh mua bán nhà đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. Cảm ơn bà con đã quan tâm ủng hộ kênh mua bán nhà đất Tây Ninh trong thời gian vừa qua. Mọi chi tiết về bất động sản, bà con mình có thể liên hệ em Hậu hoặc em Phong thông qua số điện thoại 0839 666 736. Cảm ơn bà con nha. Và bây giờ từ vị trí của căn nhà thì em sẽ đi ra con đường mà Nguyễn Văn Linh phía ngoài này nha quý anh chị. Ngay khu vực này quý anh chị mình thấy là nhà cửa dân cư ở đây rất là đông luôn. Đường thì lại là đường nhựa nữa, thông thương nha quý anh chị. Đây là con đường Nguyễn Văn Linh. Rẽ phải thì mình sẽ đi về hướng Chí Huệ Cung nè, đi về Trường Lưu, đi về Nguyễn Văn xã Trường Đông. Và đây là con hẻm số 78 nha quý anh chị. Bây giờ mà em sẽ rẽ trái để mình đi về hướng chợ Quy Thiện nè, đi về ủy ban xã Trường Hòa. Đường Nguyễn Văn Linh này sẽ là cái con đường huyết mạch nối giữa quốc lộ 22B và thành phố Tây Ninh nha bà con. Và ngay phía trước này thì mình sẽ có một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nếu như bà con mình muốn đi làm xí nghiệp thì chúng ta có thể đi thẳng để mình đi về hướng khu công nghiệp Bình Linh nè, chỉ cách đây 5 cây số thôi bà con. Còn nếu bây giờ mình rẽ trái thì mình sẽ đi về trên con theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh này để chúng ta có thể đi về chợ Long Hoa, đi về chùa Tòa Thánh nè, đi về các tiện ích ở đây nè. Mình sẽ rẽ trái nha. Ngay đây là bà con địa phương mình hay kêu là cây xăng đất thi đó, ngay khu vực ngã tư đèn xanh đèn đỏ này nha bà con.
rẽ trái thì bà con mình di chuyển khoảng tầm 500m thì phía bên tay phải chúng ta sẽ có một ngôi chợ có tên đó là chợ Quy Thiện nè. Ở bên tay trái thì sẽ là Ủy ban Nhân dân xã Trường Hòa, và trường cấp 1, cấp 2 cũng như là trường mẫu giáo thì sẽ nằm một cụm ngay khu vực chợ đó cho bà con mình luôn nha. Và phía bên tay phải em đây, đây là ngôi chợ Quy Thiện nè bà con. Bên phải là ngôi chợ Quy Thiện, còn bên trái sẽ là Ủy ban xã Trường Hòa. Đó. Với một căn nhà, hai phòng ngủ nè, phong cách thiết kế thì hiện đại, không gian thoáng mát trong nhà. Đó, mà chỉ có 1 tỷ 100 triệu thì bà con mình đã sở hữu được một căn nhà mặt tiền đường nhựa ngay khu vực thị xã Hòa Thành rồi. Đó, thì bà con mình quan tâm đến bất động sản này thì mình có thể liên hệ 0839 666 736 để được kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh có thể hỗ trợ cho bà con mình nhé. Và video của em đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Xin chào bà con và xin hẹn gặp lại.